Tâm Cúc xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đến với cái chương trình của Tâm Cúc hôm nay. Hôm nay Tâm Cúc xin gửi đến quý vị ba cái mẫu chuyện hài ngắn vui để giải trí cùng với quý vị hôm nay. Thì trong ba cái mẫu chuyện hôm nay nó rất là tiếu lâm với cái nội dung là mỹ nhân kế và mất trí nhớ, cũng như là cái clip cuối cùng có cái tựa đề là Tèo, anh Tèo. Thường thường bà con mà nghe chữ Tèo cái tự nhiên người ta giật mình, nhưng mà anh Tèo hôm nay á là rất là xuất sắc, rất là thông minh, rất là hay để vô cái câu đó. Nhưng mà trước khi vào cái mẫu chuyện đó thì em thấy cái chuyện ông Tèo nè cũng cá độ na ná giống như cái tình trạng của em. Là thưa quý vị, quý vị thấy là Tâm Cúc được bà con trên kênh nó yêu mến nhiều lắm quý vị ơi. Hôm nay em kể chuyện trong cái tâm trạng nó vui, tại vì nhiều ngày em không có kể chuyện á, cho nên có một cái bà chị ở bên Kiên Giang, bà nhắn tin cho em á, bà mới nói là nói như thế này quý vị ơi, nghe phê lắm quý vị. Chị này chỉ nhắn như thế này là: Tâm Cúc ơi, lâu nay chị cá độ với nhóm bạn thua 5 triệu. Nhóm bạn chị cá với chị là không nhắn tin cho Tám Cúc. Nếu Tám Cúc nhắn tin cho chị trước thì chị thắng 5 triệu. Nhưng hỡi ơi, đợi hoài đợi mãi không thấy tin nhắn của Tám Cúc gửi. Chị đã thua rồi, rồi Tám Cúc ơi. Đó là một cái câu mà chị rất là mến Tám Cúc, kính thưa quý vị. Chị này có gửi quà tặng Tám Cúc á, gửi khô rồi tặng cho Tám Cúc ăn Tết đây nè. Trời ơi, chị cũng nói để gửi khô mực rồi tôm khô rồi cho Tám Cúc nữa. Thôi cưng gì đâu, nghe cà phê hết sức. Trước tiên là cảm ơn chị, sau đó là một cái cá độ của chị rất là dễ thương. Chị trong cái nhóm chị rất là mến Tám Cúc, mến kênh Tám Cúc thưa quý vị. Cho nên là chị có nhắn tin, thường thường hay nhắn tin hỏi thăm Tám Cúc á. Mà Tám Cúc thì nhiều khi cũng bận việc cái quên trả lời là quý vị, quên luôn à. Nhưng khi mà nhắn em những cái lúc em quay clip như thế này hay là em công việc gì đó, em nói để tí xíu nữa xong công việc em sẽ trả lời, nhưng mà khi xong cái em quên luôn à. Nhiều bà con gửi cho em lắm em cũng quên đó, nên là xin thông cảm. Thì như chị này chỉ cá độ với mọi người là chị có thể gửi cho Tám Cúc như vậy, nhưng mà trong một tuần nếu mà Tám Cúc nó nhắn tin lại cho chị trước á thì chị sẽ thắng 5 triệu. Còn nếu mà Tám Cúc nó im gu, nó không nhắn tin luôn á, là chị phải thua lại là cho mọi người 5 triệu. Và cuối cùng Tám Cúc nó im gu luôn làm hại chị phải thua 5 triệu. Sorry chị nghe, thật sự. Em không biết, nếu mà em biết em sẽ nhắn tin cho chị để chị thắng 5 triệu. Thật là thấy thương. Đó quý vị. Thì có những cái như vậy mới thấy được là nhiều khi bà con á gửi cho em tin nhắn hay là email hay là cái gì đó mà em chưa trả lời được, xin quý vị thông cảm nha. Khi có một mình làm nhiều việc quá quý vị, em cũng quên luôn á. Nè, cái miệng nó dính cái gì hay gì mà hơi khó chịu. Bây giờ hay là mới nhắc tôm khô với khô mực của chị Thủy cho nên cái miệng nó giật giật hay sao. Thôi bây giờ dừng cái mẫu chuyện đi, đáng tí em kể chuyện mà ông Tèo đó cho nghe cũng vui lắm. Bây giờ trước tiên em xin gửi cho quý vị một cái mẫu chuyện có tựa đề là Mỹ nhân kế để làm vui hôm nay với quý vị ha. Như vậy nay ha, ông trời ông mưa quá đi, ông mưa quá trời mưa, mưa tầm tã. Thì mọi người đi qua đi lại cái chỗ mà cái tiệm bán tạp hóa đó treo rất là nhiều mà áo mưa. Ở trước thì trời mưa thì người ta hay đem áo mưa ra treo vậy đó, rồi đem dù đồ ra treo luôn hết trơn. Thì ở chỗ này không biết như thế nào mà có một cái cô gái á, là cũng mặc đồ mỏng lét à. Cô mặc đồ mà cái kiểu như là vải mỏng 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 mà thấy đồ ở trong hết á. Mà cô đứng dưới mưa, cô đứng ngay trước cửa cái tiệm đó đó, mà cô đứng dưới mưa ngoài cái kiểu cổ gì nè, kiểu như mình lạnh lạnh, mình gung gung lạnh lạnh gì nè quý vị. Thì đi qua đi lại thì các anh hùng hảo hán đi qua đi lại thấy vậy, nhiều người đi trên xe đó thấy vậy cũng tấp vô mua cho cổ là coi như là cái dù, hoặc là mua cho cổ cái áo mưa để cho cổ mặc vô cho nó đỡ lạnh, rồi cái dù che chứ đứng ngoài mưa gì kỳ. Có người thì nói sao cô không đi xích tiêu trong, cổ nói cổ lắc đầu. Có người thì mua tặng rồi cái cổ cảm ơn. Vậy cô cảm ơn, cô lấy cái cô để bên bàn đó, đó. Thì cái cổ cũng cái cô đứng như ngoài. Thì ở trong đây lại có một anh này cũng tên anh Tèo nữa. Thì anh Tèo này lúc này là ổng chạy chiếc xe Honda, ổng chạy ngang. Thì khi mà ổng chạy ngang, ổng thấy nhìn vô, ổng thấy cái cô gái này sao mà mặc đồ mỏng le, mà càng lúc nó ướt nó thấm vô người á, kiểu khúc nào nó lội khúc nấy trên dưới hết trơn.
anh lại thấy tội nghiệp quá, tội nghiệp thằng gái mà đứng ngoài mưa vậy, cho nên anh ghé vô anh mới kêu ông chủ á là ông chủ ơi bán tôi một cây dù với thêm cái áo mưa nữa đi, lỡ tặng là tặng cho cổ luôn, có mặc cái áo mưa vô rồi cây dù của trên đầu đang cổ đi để thôi mưa thấy tội nghiệp với cô gái này quá ông chủ ơi bán cho cây dù với cái áo mưa ông chủ ơi. Thì ông chủ mới ra bán cho cái áo mưa với thêm một cây dù luôn, xong đi ra anh tèo này anh mới đưa cho cô này, nói nè cô lấy cái áo mưa mặc vô đi, gì đâu mà đồ gì mà ướt nhẹp hết trơn mà cô không có mặc áo mưa vô để hồi bị cảm mưa bây giờ, rồi lấy cái dù này che đi, nhà cô ở đâu cô che cô đi về đi, chứ đứng đây gì tôi thấy nó kỳ quá lạnh lẽo quá mà ướt nhẹp cô hết trơn rồi kìa. Cái đưa thì cô này cô cũng nhìn vậy cô cũng nói vậy, cái cổ lấy cái dù với thêm cái áo mưa, cái cổ lấy cái cổ để rồi bên đàn y vậy nữa, mà anh nãy nhìn thấy ủa sao trên bàn nó một đống áo mưa mà mấy cây dù ở trên bàn đó luôn, mà sao cô này cô để vô đó hoài, cái qua cô đứng nữa, cái cô đứng cái đứng một tí xíu cái cổ dặm dò, cổ dặm dò bạch 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 cái cổ bước vô, cô bước vô ông tèo nó chưa kịp đi nó lãng bước vô, cái cổ nhìn theo cái cô này cổ chạy bước vô trong tới cửa cái ông mà chủ tiệm mà tạp hóa đó đó, ông bước ra thì cô này cô bước vô cổ dặm dò cổ nhõng nẻo với ổng, nhõng nhẽo nó em không có đứng nữa đâu em lạnh quá em đi vô em không có đứng đây nữa đâu em không đứng nữa lạnh quá em vô à. Thì cái ông chủ này lúc nãy mới nói trời ơi cục cưng em yêu trời ơi em yêu của anh em gán đứng cho hết đám mưa này đi em gán đứng chút xíu nữa, trời anh mới nhập về 100 cây dù với 100 mấy cái áo mưa em đứng tí xíu nữa đi, rồi hồi nữa anh bán hết rồi có gì anh thưởng em cục cưng em yêu ra đứng tí nữa đi em yêu. Lúc nãy ông tèo ông mới giỡn lẻ ra mà thì ra là mỹ nhân kế nhưng mà ta đã bị trúng kế anh cây dù với cái áo mưa. Mai mốt anh em nào mà đi ngoài lộ mà thấy cô nào mặc đồ mỏng mỏng ha, trời mưa đứng bên đường nha cô chừng. Đó là một cái câu chuyện hài vui, và cái mẫu chuyện tiếp theo Tấm Cúc muốn gửi cho quý vị nữa có tựa đề là mất trí nhớ, sau khi mà một câu chuyện tên anh tèo này nữa cũng vui lắm. Thì cái chuyện mất trí nhớ như thế này quý vị, có một cái ông chú này nè, ông đi gặp cái ông bác sĩ, ông đi gặp ông bác sĩ mới nói bác sĩ ơi, bây giờ bác sĩ làm ơn khám bệnh giùm tôi cho tôi cái liệu trình gì để tôi về để mà tôi khôi phục cái trí nhớ tôi, chứ bây giờ trí nhớ tôi cảm thấy nó mất dữ lắm này, nó quên đầu quên đuôi dữ lắm này, bác sĩ ơi, làm ơn cho tôi thuốc tăng cường trí nhớ. Tội ơn bác sĩ. Thì bác sĩ mới nói ông mất trí nhớ như thế nào, ông có thể mà kể cho tôi nghe cái chuyện mất trí nhớ của ông là ra làm sao. Thì ông mới nói tôi không biết cái trí nhớ tôi nó mất cái kiểu gì, ngộ lắm bác sĩ, mỗi khi mà tôi đi nhậu tôi đi tiệc hay tôi đi nhậu gì đó là tôi về là tôi không có nhớ cái nhà tôi cứ ghé vô nhà của bà hàng xóm thôi, ừ tôi không biết sao mà tôi quên là nhà tôi đâu hết trơn mà tôi cứ ghé vô nhà hàng xóm thôi, mất trí nhớ gì kỳ. Cái ông bác sĩ nói trời mất trí nhớ mà ghé vô nhà bà hàng xóm không hay quá, rồi bà đó có chồng không, ông nói không toàn là ghé vô nhà bà không có chồng không. Ghé về có chồng cho người ta đập, còn là ghé vô nhà của bà ông có chồng không mà tôi kỳ quá bác sĩ. Ông bác sĩ nói trời ơi, dữ ha, vậy đâu rồi ông nói thêm hay còn cái vụ nào mất trí nhớ nào nó lạ hơn vụ này không, ông kể. Cái ông nói còn chứ, còn cái bác sĩ mỗi lần mà tôi mà coi như là tụ tập với những cái nhóm bạn mà để mà đi thể dục hay là đi câu lạc bộ người lớn tuổi này kia đó là tập hợp lại đó, thì những cái lúc mà tôi ra tôi nhảy nhót rồi với mấy cô này liên quan á là tự nhiên cái tôi quên là tôi đã có vợ, ừ không biết sao mà lúc mà nhiều em mà đứng kế gần tôi, nhiều bà đứng kế tôi là tự nhiên tôi quên là tôi là người đã có vợ. Kỳ vậy bác sĩ. Ông bác sĩ nói thuốc này chắc tôi bó tay. Cái bệnh này không có trị được cụ ơi, cái bệnh này hình như cháu thấy cháu cũng có một tí xíu ví dụ mà gặp gặp gái đẹp cái tự nhiên mình quên mình có vợ. Đây là một cái câu chuyện vui thứ hai nữa, và bây giờ đến một câu chuyện thứ ba có tựa đề là tèo này, chuyện này cũng mắc cười dữ lắm luôn quý vị. Như thế này quý vị, chuyện có tên là anh tèo ha, mọi người nói Tấm Cúc á quá trời nhiều chuyện, viết vô chuyện quá trời á thiệt á, em phải viết chuyện dữ lắm luôn quý vị, lỡ khoe nữa nè. Quý vị thấy nè, bây giờ viết nó đầy hết trơn, giờ mới mua 2 cuốn này chưa có mở bao nữa nè, chuẩn bị viết á, biết bao nhiêu mà chuyện á, 1.000 mấy mẫu chuyện em viết á, là quý vị biết là công sức tới vừa gì để làm vui cho quý vị, cho nên quý vị chắc không tiếc cho em một cái like thích cho em vui đâu. Bây giờ á là
Em sẽ kể cho quý vị nghe một mối chuyện tiếp theo có tựa đề là Tèo. Anh Tèo này thông minh nha. Anh Tèo này á quý vị, lần này á ảnh yêu một cái cô gái này và ảnh hẹn hò với cô gái này để gặp mặt nhau. Thì khi mà gặp ở trên mạng thì hai người cũng mến nhau, nhưng mà khi gặp ở ngoài á thì nói chuyện với nhau, anh này cũng muốn tiến xa hơn cô này. Gặp ở ngoài cái anh này cũng, ông Tèo cũng khoái cô này nữa. Thì ông Tèo mới nói là em gặp ở trên mạng á, mình chit chat mình nói chuyện đó là anh thấy đã mến em rồi, mà không ngờ gặp ở ngoài đời em còn dễ thương hơn rất là nhiều. Nhìn em là anh cảm thấy em là người phụ nữ của đời anh, cho nên thôi anh tính với em là mình sẽ là người yêu của nhau em nhé. Em đồng ý làm người yêu của anh đi, làm bạn gái của anh. Thì cái cô này cũng nói bạn gái gì, em đó em thích cái người đàn ông nào mà có những cái điểm chung giống em kìa, chứ chưa tìm hiểu em không có biết đâu, em đâu có biết anh có hợp với em hay là không, phải có điểm chung mới được. Thì ông này cũng nói điểm chung là như thế nào, em nói thử coi, em nói thử coi anh với em có điểm chung không. Cái cô này có nói dạ, thì cái chuyện gì đó mà giống như là em thích là anh cũng thích, hay là em muốn như vậy anh cũng muốn như vậy, giống như là cái gì đó mà anh giống với em á, để cho em thấy là mình có cái thằng giao cách cảm giống với nhau, thì em sẽ nhận lại làm người yêu của anh, chứ bây giờ đang không em cũng chưa có biết. Thì lúc này ông mới tạo đây, chỉ cần mà có điểm chung giống em là em chấp nhận làm người yêu của anh đúng không? Cô này có nói dạ. Ông tại em nói vậy anh hỏi em nè, nếu á bây giờ á em á mà đi vô trong một cái phòng đó, hai phòng, một bên là nữ không còn một bên là nam không, hai phòng, một phòng nữ không một phòng nam không, nếu mà em ngủ ở đó qua đêm thì em sẽ ngủ ở phòng nam hay phòng nữ? Thì cô gái này cũng nói thì đương nhiên em phải ngủ bên phòng nữ rồi, em là phụ nữ em phải ngủ bên phòng nữ chứ. Thì ông Tèo nó mới nói là đó, điểm này điểm chung giống anh nè, nếu mà anh vô mà phòng nam phòng nữ anh cũng khoái vào phòng nữ anh ngủ. Đây là điểm chung đúng không, vậy là chấp nhận làm người yêu của anh đúng không? Cô này lúc này có cắn ngón tay có cười, anh là thật là thú vị. Ok anh luôn. Đó là những cái tình huống cũng rất là hài ý dởm đối với cái trong cuộc sống tình yêu quý vị. Khi mà có một người trong hai người yêu nhau mà có một người có cái sự hài hước á, là làm cho cái cuộc yêu nó rất là vui vẻ, nó không có còn áp lực. Khi mà gặp nhau mà giận hờn hoài thì cũng không có cái gì là vui, dù cuộc tình đẹp thì nó sớm muộn nó cũng tan rã với những cái mà cằn nhằn cự nhự. Còn những cái mà lạc quan yêu đời, dù trong cái tình huống nào mình cũng có cái chuyện cười để mình kể cho đối phương nghe, rất là hay và rất là làm cho người ta cảm thấy phấn khích trong lòng. Có ai mà giận hờn với một người mà luôn làm cho mình vui cười đúng không? Giống như Tâm Cúc ngày nào cũng kể chuyện vui cho quý vị, thì làm sao quý vị giận em được? Quý vị thương em còn không hết nữa, đúng không? Đúng không quý vị? Bà mới nói nhỏ trong chuyện ấy, nó nhựa 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 nó nhẽo nhẽo như bây giờ tới bả đúng không quý vị? Đây là những cái tình huống mà Tấn Cúc cũng rất là vui và thích với cái kênh Cúc Channel của em cùng với toàn thể quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Em xem như một gia đình để mà tám chuyện trò chuyện hàng ngày với quý vị. Mong quý vị đón nhận và cổ vũ cho Tấm Cúc nhiều hơn để em có nhiều cái năng lực kể chuyện quý vị hơn nữa. Và quý vị có chuyện hài vui thì gửi về cho hộp thư của email của kênh Cúc Channel em qua hộp thư là Nguyễn Kim Cúc 191181a@gmail.com. Còn quý vị gửi em qua tin nhắn hay là gọi để mà kể em nghe trực tiếp thì gọi qua số điện thoại 0979 789 800. Em Cúc xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo. Xin kính chào quý vị.